Trời, con này nó dễ thương muốn xỉu luôn. Con này bao tuổi rồi ta? 12 tuổi ạ. 12 tuổi hả? Ừ. Mày lên cao cao mấy hàng chích thuốc hoài mà không biết à. Chích da đó. Một cái là 25 ngàn hả? Hả? Đâu, nguyên một cái là 50 nghìn. Ừ. Lấy bộ luôn, hai chai chút. Một cái thôi, cầm chiên bộ.